Trong ngày U22 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32, khi được hỏi về ba đối thủ U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Myanmar, ông Chu Xie đã thẳng thắn đưa ra nhận xét. Về tổ chức, đấu pháp, lối chơi, tôi có thể nói rằng không có đội bóng nào quá vượt trội so với U22 Việt Nam. Mọi thứ đều ngang nhau thôi, tôi nghĩ điểm khác biệt là trải nghiệm thực chiến. Các cầu thủ trẻ Thái Lan, Indonesia được thi đấu thường xuyên ở giải vô địch quốc gia, thậm chí còn chơi bóng ở nước ngoài. U22 Việt Nam ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ U20, trong khi đối phương chủ yếu là lứa U22. Tôi nghĩ ở kỳ SEA Games tiếp theo, lứa cầu thủ này sẽ rất hứa hẹn và đáng kỳ vọng. Huấn luyện viên Chu Xie luôn mong muốn các cầu thủ U22 Việt Nam được thi đấu nhiều hơn ở cấp câu lạc bộ. Thời điểm đó, không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng về cơ hội phát triển của lứa cầu thủ U22 dưới tay ông Chu Xie, bởi cho đến trước SEA Games, nhiều cái tên vẫn chỉ đóng vai trò dự bị tại đội bóng của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đang trở nên khả quan hơn đáng kể trong thời gian gần đây. Hàng loạt cầu thủ U22 Việt Nam đang được trao cơ hội ra sân tại V-League và giải hạng nhất. Trong lần thứ hai xuất trận dưới màu áo Hà Nội FC, Văn Tùng ghi một bàn thắng quan trọng giúp đội bóng thủ đô gỡ hòa trước Bình Dương. Càng tuyệt vời khi pha lập công của Văn Tùng đến sau một tình huống phối hợp được thực hiện bởi ba cầu thủ nội, Thành Lương châm ngòi với đường truyền hiểm hóc vào vòng cấm địa. Tuấn Hải trả ngược bóng để Văn Tùng thoải mái ghi bàn. Một tiền đạo khác là Quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai cũng góp công lớn mang về điểm số cho đội nhà. Chỉ một phút sau khi vào sân, Quốc Việt có đường kiến tạo tinh tế cho Brandao băng xuống sút tung lưới Đà Nẵng. Cũng trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng, trung vệ Lương Duy Cương có một ngày tương đối thành công khi đối mặt với hàng công mạnh mẽ của đội bóng phố núi. Bỏ lại phía sau sai sót đáng tiếc trước U22 Thái Lan tại SEA Games, Duy Cương đang dần lấy lại hình ảnh của một lá chắn thép từng được ông Park Hang-seo và ông Gong O-kiêng đánh giá cao. Một cái tên khác không thể bỏ qua là Lê Văn Đô, cầu thủ chạy cánh người Quảng Nam đang duy trì phong độ ấn tượng trên hàng công câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở trận gặp Sông Lam Nghệ An, Văn Đô gỡ hòa cho đội nhà bằng một pha volley đẹp mắt. Tới trận với Khánh Hòa, tiền vệ tiếp tục có những pha phối hợp tốt với đồng đội làm chao đảo khung thành đối phương. Rất tiếc là anh lại dính chấn thương và phải rời sân trong những phút cuối hiệp 1. Tại giải hạng nhất, câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân đang tạm dẫn đầu với 5 trận bất bại. Cặp tiền vệ U22 Việt Nam Huỳnh Công Đến và Đức Phú góp sức không nhỏ trong thành tích này. Nhìn lại thành công của những lứa U22 Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo, kinh nghiệm đóng vai trò rất quan trọng. Những Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức, Duy Mạnh được thử lửa từ sớm và trưởng thành nhờ hàng loạt giải đấu trong và ngoài nước. Có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, tin rằng lứa U22 Việt Nam của huấn luyện viên Chu Xie cũng sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới và sẵn sàng cho những giải đấu lớn.